Ok, chào anh em nhá. Đứng bên cạnh đây là một chiếc xe 8250. Hàng này hôm nay buổi tối mình like nó hơi muộn tí, nhưng mà nói chung là hàng nó hàng độc, hàng đẹp lắm. Nói chung là hàng hiếm, rất là hiếm. Thì mình mới này cố lên đây để giới thiệu cho anh em. Đứng bên cạnh đây là Hưng, cũng rất là quen thuộc. Hiện tại là cũng có những sản phẩm anh em buổi tối vẫn phải háo hức ra đây để trình giới thiệu cho anh em. Em ơi Hưng, chào anh em đi. Rồi, chào anh em nhé. Hưng giới thiệu cho anh chiếc xe của em đi. Anh em đây, em ra chia cho anh Kiên con xe siêu phẩm. 82 đời 91. 8291. Đời 50 có đề. 8291 hơi 50 nhá, hàng hiếm. Đây giới thiệu cho anh em. Đây là của Nhật Bản nguyên bản mà nó từ năm 1991 đến nay. Đúng không? Nhá. Đây. 91 anh. Yên vỏ yên còn zin đúng không? Zin hết, thớt sau cũng zin này, da zin hết. Thớt zin. Lần nóc. Đấy, em quay biển số. Con này là nó là biển 5 số nhá. Biển 5 số đây, trước mới sang tên. Sang tên rồi. Được cái Hưng này đi. Mình anh em mình giao lưu con nào thì hầu như cũng không còn, hầu như tất cả những con xe cũng trôi hết. Anh em cũng rất là tín nhiệm. Đây xe được không em? Đẹp không? Anh ấy tâm lan zin hết mà vành vẫn là 91 nha. Hai vành trước vành sau 91. Hai vành trước vành sau vẫn 91 đúng không? Vâng. Gầm này anh em quay cho anh. Zin hết luôn. Gầm rất đẹp nhá, rất đẹp. Em xoay lại cho anh. Đấy, riêng cái gầm này, riêng 82 thì người ta zin thái cho anh em để ý gầm. Đấy cứ xanh gì gầm nhá. Đây vỏ yên zin chưa rứt, chưa sạn rồi nhá. Được nhỉ. Anh em hào hức này. Úi giời. Mút cả. Úi giời. Đây. C50 nhá, xe này dành cho nhà ai mà mua cho ông già đi hoặc kỷ niệm cho ông một chiếc. Thật sự như các con cái mà đại gia mà thật sự là muốn để lại những ký ức cho gia đình. Đấy là những người con chung là rất là có tình yêu với bố mẹ. Mình nghĩ là đây tất cả những xe này cũng không phải là để cho anh em mua về đi đâu. Chiếp. Đấy đúng gà mẹ gọi gà con ấy. Nhờ. Đấy đúng chất đấy, đề này. Tất cả vuông vắn hết, anh không có dính một giọt sơn nào cả. Thật sự ra một chiếc 82 mà em nó sinh năm 1991 mà nó còn được như ngày hôm nay thì như thế này. Theo như mình thì cũng thật sự để chủ xe quá dữ em nhỉ. Đây là của một chủ xe là một bác sĩ viện tim mình ạ. Bác sĩ viện tim à. Vâng. Đây máy nổ đấy. Máy nổ thì chấm vết đấy nhỉ. Vết đấy nhỉ, thì thầm mùa xuân nhỉ. Con này anh thấy đây, bóng lên, như bóng hơi tối nhỉ. Hơi thì thầm mùa xuân. Đấy. Máy nổ rồi đấy. Không tiếng động. Đèn sương mù. Được. Cái này trong mắt. Yếm được. Đây em ơi, em quay cho anh cái đầu bò này, cục đầu máy bò này. Mốc gì luôn anh, nhìn ôi, tem trắng này. Em quay cứ xong cục máy. Nhìn sướng. Ân vào. Gần vào, gần vào. Đấy, xưa rồi. Được không? Đầu bò nhá. Gia côn gia điện vân zin nhá, của Nhật Bản nhá. Đây cái này chắc không anh em nó ép mỡ vào. Yếm này. Đây anh em đây Nhật Bản, ra ban Nhật Bản hết đấy. Mình thấy Nhật Bản đây, C50 này. Bô bổng đấy, máy vẫn nổ đấy. Cái này thì thay rồi. Thay chắc thay lô. Đây vẫn sơn Nhật của nó này, toàn bộ sơn này của Nhật Bản nó này. Suốt từ năm 1991 vẫn còn, từ cái nắp xi nhan nó vẫn còn này. Anh thấy chưa vỡ mới giỏi, tài thật đấy nhỉ. Chưa bị vỡ nhỉ, vẫn cứng đét này. Nhỉ. Vuông thành sắc cạnh hết anh. Con này em giữ lâu rồi. Em giữ lâu rồi à? Vâng. Em giữ lâu rồi à? Vâng. Ông em nhà sưu tầm nào ra lắm thế. Đập đệm ốp. Cái bảo vệ hết, vẫn còn bảo vệ chân, bảo vệ cần số đầy đủ hết. Nói chung là chủ xe cũ rất là giữ. Đây. Mình anh thấy là thế này nhá. Anh thấy là cái pha đèn nó vẫn zin của nó đấy. Từ năm 1991, từ cái nắp xi nhan nó vẫn zin năm 1991. Từ năm 1991 từ cái tay này, vẫn từ năm đây cái tay nắm này từ năm 1991 này. Zin hết. Cái gương này sao mới đấy nhỉ? Gương này cứ cất đi. Gương Margin Japan đấy. Thái Lan hay là Japan? Thái Lan là gương này gương thay rồi. Gương này gương nội. Gương này gương Thái Lan. Gương Thái Lan. Đây từ cái dè dùng có thứ vẫn zin của Nhật Bản nhá, mà sao nó còn đẹp này nhỉ? Đây anh em nhìn. Ôi, mộc hết đấy. Khổ này, vành máy tao đan vàng ươm này. Chân đan vàng ươm nhá. Rất là đẹp. Đấy rất là đẹp nhá. Nói chung là rất đẹp. Đấy máy vẫn nổ đấy, vẫn là thì thầm mùa xuân đấy. Con ốc này là thay rồi này. Có một con ốc này thay rồi nhưng toàn bộ cái tỏi này zin hết. Đấy ốc này zin hết đấy. Đây này, ta cái tai này vẫn không sứt tí nào, kinh. Đây, vành máy tao đan chân đan vàng ươm. Japan này, Japan 91 này. Kinh nhỉ. Máy không tiếng động. Đây đốt 91 anh. Đốt 91, ok đúng rồi, đốt 91, ok đúng rồi. Toàn là một người em thử phát biểu cảm tưởng, em là thợ sửa xe ở khu cổng Thủy Thanh Hóa.
Nếu cái xe này chắc là như cả huyện cũng ít lắm, chả có nhỉ. Hiếm đúng không? Êm, êm lắm nhỉ. 50 là hiếm. 50 quý xe, để ra xe này quà biếu nha, thật sự xe này xe quà biếu. Đấy, qua anh em nói chuyện là Hưng bán cho anh, đầu tiên là Hưng báo là năm hai chùa Hà. Năm hai chùa Hà. Vâng. Anh Kiên bảo thôi để cho anh 40 chùa Hà. 40 chùa Hà. Thế cuối cùng nó không xong rồi. Thế thôi anh mẹ nhanh kết xe anh mua thêm cho 5 triệu nữa. Là vẫn không xuôi. 4 năm nhưng mà vẫn chưa xuôi. Đó là siêu phẩm anh ạ. Thân bây giờ nhiều khi có tiền bảo đi ra chợ hay là đi ra quán nó mua được cái xe này không có đâu. Nhưng nói chung là anh em cầu quài làm không xong mà thôi anh. Anh mua cho em 46. Đúng không? Ông em nó nài thêm 800 là 468 nha, không mua. Đấy câu chuyện đấy thực sự đó là anh em đấy, là cuối cùng là Hưng để cho anh là 46 triệu anh ạ. Ừ. 46 triệu anh em nhá. Đấy câu chuyện đó thực tế thì mình mua bán mình tính mình thật thà. Mua ra sao bán vậy, rõ ràng thế. Nhưng anh vẫn mua cho em, mình chỉ biết trả tiền thôi nhá. Còn những anh em nào thật sự ra đam mê hãy mua. Còn anh em mà không đam mê thôi. Con này chính chủ anh nhá. Cái dòng này dành cho người chơi. Hưng bảo là của bác sĩ bệnh viện tim, nhưng mà thực sự bệnh viện tim thì có một đại ca bệnh viện tim thì đang nằm trong kho rồi, chắc là cũng bệnh tim khác rồi chứ không phải. Bệnh viện tim thì rất là nổi tiếng. Bác sĩ đây, của bác sĩ, em mua của bác sĩ đấy. À, mua bác sĩ à? Vâng. Dùng là rất là hoài cổ sướng nhỉ. Máy vẫn nổ đấy anh em, máy vẫn nổ thì thầm đấy. 50 có đề mà không có tiếng động mình, nào mà hàng hiếm đấy. Em để quay cho anh cái mặt đây. Cái mặt bích này là sao để sao cái mặt từ năm 91 mà cái chữ Honda nó chưa bay này, lau rất nhiều mà chưa bay này, cái mặt này chưa bị mòn một tí nào, nó giỏi thật. Công tơ mét chuẩn luôn anh ơi, không ấy gì. Công tơ mét là đi 7 vạn. 91 đi 7 vạn, hôm nay ba mấy năm rồi. Rất đẹp, ok, rất là đẹp. 32 năm rồi. Rất là tuyệt vời. Ok, anh chốt cho Hưng con này 46 triệu nhá. 46 okay. triệu. Cảm ơn em đã để cho anh những sản phẩm rất là yêu thích. Phải thật, em ra những cái sản phẩm nào đẹp em mới chia cho anh, để chia lại anh, để anh chia cho anh em chơi. Đấy, anh em đừng chê cười nhá, thật ra bảo với ông người thật được thật luôn. Thật sự là người thật được thật, thật sự là anh em dành cho anh em là thật sự có điều kiện mới mua nhá. Thật sự ra mình tính toán quá không mua đâu. Chung là cái dòng này, đấy máy nó này, nó thật sự từ năm 1991 này mà nó còn được những giữ này thì theo mình thì thật sự ra quá khứ những năm 97, 98 mình buôn 82 cũng không có, cũng hiếm có xe nào đẹp như này. Chưa nói là cách đây hai mấy năm cũng đẹp này, nhưng thật sự đến giờ này 2003 mà vẫn còn những sản phẩm này thì nó là ký ức rồi. Ok, Hưng chào anh em. Chào anh em nhé. Ok, em vào viết giấy, bây giờ vào viết giấy nhá, anh xin biết. Vâng. Và cứ làm mà cả xong thì vào viết giấy là anh là người trực tiếp làm video. Ok, nếu ai quan tâm một chiếc xe này từ năm 1991 nhá, mình mua 46 triệu nhá, mình cộng cho anh em 4 triệu. Câu chuyện này là nó là thực tế, anh em mua bán nó là thực tế. Anh em ai mà có nhu cầu mà mua cho tặng bố, tặng mẹ hoặc tặng cho gia đình, người thân mình một chiếc xe 8250 đời 91, một thời để nhớ, thì liên hệ cho mình nhá. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Có anh em nào có những chiếc xe đẹp vẫn cứ tha thiết muốn mua nhá. Rất là tha thiết muốn mua, nhưng mà xe phải thật đẹp, những sản phẩm phải thật đẹp như những chiếc xe như này. Đây, em có thể quay lại một vòng một tí nữa, một chút nữa để cho mọi người tĩnh lặng một chút. Đây, đây nhá, mình đã tắt máy nhá. Đây, rất là tĩnh lặng. Đây, tem mác của nó Nhật Bản hết đấy nhá. Tem 91 là tem đen nhá, Honda đen. Đây, ra côn ra điện vẫn zin của Nhật Bản hết đấy. Không có mối mọt thế nào nhá. Gầm bệ thì nó là mới cứng, em lại quay lại một lần nữa. Anh rất thích xe quay cái gầm bệ con này. Đây, nó là mới tinh. Đẹp lắm. Đẹp lắm, nói chung là rất đẹp. Đây, mặt này, em ơi cái mặt này. Những cái chữ Honda này nó còn sáng thế này. Đây, mình tắt máy rồi nhé, để rất là tĩnh lặng cho anh em chơi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.